Xe khách vỡ toát sau cú tông loạt xe tải, khách la hét hoảng loạn. Xe khách chở 30 người lao tự do, đâm liên tiếp vào xe tải chạy phía trước, khiến phương tiện vỡ nát. 8 hành khách bị thương la hét kêu cứu trên quốc lộ 1. Gần 10 giờ hôm nay, xe khách BKS tỉnh Bình Phước do nam tài xế khoảng 40 tuổi, điều khiển chở gần 30 hành khách lưu thông trên quốc lộ 1 hướng từ quận Bình Tân về quận 12. Khi phương tiện gần đến giao lộ với đường Phan Văn Hớn, phường Tân Thế Nhất, quận 12, thì bất ngờ tài xế mất kiểm soát. Xe lao tự do về phía trước đâm liên tiếp nhiều xe tải chạy cùng chiều. Tại hiện trường, xe khách kẹt chặt vào đuôi hai xe tải, một xe tải bị xe khách hút văng, lao lên cưỡi trên dải phân cách giữa làn ô tô và xe máy. Xe tải bị tông văng, cưỡi trên dải phân cách. Theo các nhân chứng, vụ tai nạn giao thông khiến xe khách biến dạng, cửa xe không thể mở khiến các hành khách bị mắc kẹt bên trong kêu cứu. Khoảng 8 người bị thương nhiều mức độ, trong đó có cả trẻ em, nặng nhất là phụ xe, cửa xe bị kẹt. Tôi phải đạp kính, cùng người dân đưa các nạn nhân ra ngoài, một hành khách cho hay. Sau tai nạn, lực lượng chức năng quận 12 có mặt để xử lý hiện trường, phân luồng giao thông, các nạn nhân bị thương được chuyển đi bệnh viện cấp cứu. Vụ tai nạn khiến quốc lộ 1 xảy ra ùn tắc kéo dài, hàng nghìn phương tiện phải xếp hàng, di chuyển rất khó khăn. Đến đầu giờ chiều cùng ngày, hiện trường mới được xử lý di dời.